chào các bạn thân yêu của Mai Fan. Được biết gần đây, nhan sắc khuynh thành của các mỹ nhân Trung Quốc làm cho rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Đặc biệt là cả các cô dâu mới của Việt Nam chúng mình cũng mong muốn ít nhất được một lần hóa thân thành những nàng mỹ nhân Trung Quốc, được khoác lên mình tấm áo khỏa rực rỡ trong bộ ảnh cưới để đời. Và hôm nay, Mai Fan sẽ chia sẻ tới các bạn những bí quyết trang điểm cho phong cách này nhé. Bước đầu tiên, Mai Fan sử dụng kem dưỡng ẩm Ceran của Nhật, chấm đều lên toàn bộ khuôn mặt và thoa nhẹ giúp làn da tăng thêm độ ẩm và láng mượt. Với làn da hỗn hợp dầu và có lỗ chân lông to như thế này, Mai chọn kem nền Make Up Forever và kem nền nát pha trộn với nhau để có được hỗn hợp kem nền mỏng, nhẹ và kiềm dầu, giúp lớp nền thật tự nhiên và lâu trôi. Các bạn chú ý, khi chúng ta dùng kem nền có thành phần kiềm dầu, kem nền sẽ tăng độ mịn cao nhưng lại rất nhanh khô khi gặp không khí. Vì vậy nên chúng ta cần dậm kem nền cho dứt khoát, dậm thật nhanh kem nền trên từng vùng da để lớp nền được đẹp, mịn và tự nhiên. Tránh trường hợp dậm đi dậm lại bông mút nhiều lần, kem nền sẽ bị thấm ngược lại bông và gây độ sần cho da mặt. Chúng ta dùng lượng kem nền vừa đủ, chậm bông nhẹ nhàng, mau tay để lớp kem nền được bám chắc và tiệp vào da mặt. Những vùng lỗ chân lông to, chúng ta miết nhẹ bông để đưa nền lấp đầy lỗ chân lông rồi mới dậm bông nha các bạn. Từng bước thao tác như vậy chắc chắn chúng ta sẽ có một lớp nền rất là láng mượt và mịn mỏng. Tiếp theo, Mai sử dụng kem che khuyết điểm của Make Up Forever cho vùng quầng thâm mắt để che giấu đi sự mệt mỏi của đôi mắt. Dùng cọ tán mỏng kem lên đúng vị trí quầng thâm, chú ý không tán kem nền sát lên vùng khóe mắt vì nó sẽ dễ dàng tạo nếp nhăn cho đôi mắt. Sau đó dậm nhẹ nhàng để kem che khuyết điểm được tiệp lại với kem nền và làm mịn vùng quầng thâm. Sau đó mình sử dụng tạo khối bằng kem che khuyết điểm mát cho vùng sống mũi, hốc má và xương quai hàm, giúp cho gương mặt thon gọn hơn. Các bạn nên dùng cọ tán nhẹ nhàng từ ngoài vào trong để cho màu kem thật đều và không bị tách biệt giữa vùng tạo khối và vùng da mặt bên trong. Sau đó mình dùng thêm phấn highlight lì cho vùng sống mũi thêm cao, thanh tú hơn. Để giữ cho lớp nền chắc, mịn, Mai Fan sử dụng phấn phủ Chanel, phấn phủ đều lên toàn bộ gương mặt. Loại phấn này, hạt bột phấn rất mỏng và kiềm dầu khá tốt nữa, mình thực sự rất hài lòng với em này. Sau đó mình phủ thêm phấn highlight nhũ cho những vùng bắt sáng trên gương mặt, giúp cho gương mặt thêm căng bóng và nổi bật hơn. Và chúng ta đến với cặp mắt nhé. Bây mắt là một phần không thể bỏ qua, nó giúp cho màu mắt bám chắc hơn và lên tông màu cực chuẩn. Mình dùng cọ tán mỏng kem lên hết bầu mắt, sau đó sử dụng bảng màu mắt Huda Beauty với các tông màu dễ kết hợp. Đầu tiên mình dùng màu nút có nhũ được tán lên bầu mắt, tiếp theo là màu đỏ ánh tím được tán lên đuôi mắt và nhấn vào 1/3 khuôn mắt. Các bạn chấm màu bằng góc nghiêng của cây cọ và đặt màu vào đúng khóe mắt rồi nhẹ nhàng tản màu cho màu mắt được lan nhẹ lên hốc mắt nha. Màu này rất là bám và hơi rực nữa nên các bạn chú ý chấm ít màu và từ từ tán nhẹ nhàng để màu mắt được lan đều lên phần hốc mắt mà không bị bết màu. Sau đó thêm một chút màu đen pha với màu nâu nhấn tiếp cho vùng đuôi mắt, giúp cho đuôi mắt có chiều sâu hơn. Thêm một chút nhũ ánh vàng cho vùng đầu mắt tạo sự nổi bật và cuốn hút. Kích mí lưới tạo cho đôi mắt trở nên cân đối và chúng ta dán đè lên giữa nếp gấp mí của đôi mắt để đôi mắt được lên hai mí thật rõ ràng. Mình sử dụng bút kẻ mắt của Suemura có đầu kẻ nhọn và sắc sẽ giúp cho chúng ta thật dễ dàng vẽ được đường eyeliner thần thánh. Và hãy bấm lông mi thật cong, sau đó chút mascara để giữ lại độ cong cho lông mi thật. Với phong cách make up này, mình sử dụng mi 3D giúp cho đôi mắt trở nên sắc nét và nổi bật hơn. Các bạn nhớ là hãy bấm cong lông mi và tỉa chân lông mi giả trước khi chúng ta dán lên mắt nhé.
hãy chuốt cho lông mi dưới thật dày để tạo độ long lanh hơn cho đôi mắt. Sau đó mình dùng chì trắng tô kín viền mắt dưới tạo cảm giác cho đôi mắt trở nên sáng và to hơn. Vậy là chúng ta đã thổi hồn xong cho đôi mắt thêm long lanh hút hồn như biết nói rồi nè. Với cặp lông mày mờ nhạt và ít sợi lông như thế này, mình sẽ dùng hai cây chì màu nâu và đen gẩy từng sợi tạo hiệu ứng 3D để có được cặp lông mày dày dặn và tự nhiên nhất nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần đầu lông mày và gẩy chì đen trước, gẩy từ đầu cho đến đuôi lông mày. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng thêm chì nâu và tiếp tục gẩy xen kẽ vào những sợi chì đen, tạo hiệu ứng giống như là một cặp lông mày thật vậy đó. Với phong cách trang điểm này sẽ luôn là màu môi đỏ quyền lực rồi. Tuy nhiên sẽ có nhiều khuôn miệng hơi dày hoặc vì nhiều lý do gì đó mà không hợp màu môi đỏ đậm, nên mình sẽ kết hợp từ màu nút với màu đỏ và cả son bóng nữa, sẽ tạo hiệu ứng đôi môi vừa đủ đẹp và gợi cảm. Một chút son dưỡng cho bờ môi thêm mềm mịn. Sau đó mình sử dụng son nút tán đều lên khắp khuôn môi, tán son lên hết viền môi và thật mỏng để son không bị đọng ở rãnh môi, không tạo nếp nhăn. Rồi dùng son đỏ đậm tán vào lòng môi, nhấn cho điểm giữa môi được đậm nhất để đôi môi thêm trúng chím, và thêm son bóng tạo cho đôi môi căng mọng đầy quyến rũ. Và chúng ta đến với phần đặc trưng của phong cách make up cổ trang này nhé. Phần này Mai thực sự rất yêu thích. Đầu tiên sẽ là màu đỏ được tán cho vùng đầu lông mày, kéo xuống sống mũi và tán cho vùng đỉnh gò má, kéo lên thái dương. Tiếp theo sẽ là những nét vẽ chữ Hán được biến tấu rất phong phú khi đưa vào make up. Nó thực sự tạo điểm nhấn cho phong cách make up này. Chúng ta sẽ vẽ từ đỉnh dưới của cặp lông mày và nối các nét kéo xuống gương mặt. Nhìn thì có vẻ hơi loằng ngoằng, nhưng chỉ cần các bạn kiên trì, chắc chắn các bạn sẽ làm được ngay. Hãy biến tấu nó đi để vẽ lên tác phẩm make up cho riêng mình. Chắc chắn các bạn sẽ làm rất đẹp và các bạn sẽ không thất vọng đâu. Ở phần giữa trán cũng sẽ tạo điểm nhấn bằng nét vẽ và dán thêm viên đá đỏ nữa để cho phong cách make up của chúng ta được đậm chất cổ trang. Và bây giờ thì Mai Phan đã chia sẻ xong các bước make up rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn yêu quý Mai Phan thì hãy nhấn nút đăng ký kênh và comment những câu hỏi ở phía dưới nhé. Mai hứa sẽ dành thời gian để trả lời các bạn tất cả những câu hỏi của các bạn bằng video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.